Đây là cái đoạn đường mà từ North Carolina đi về Georgia và thành phố Atlanta. Hôm nay đây là tôi đi với lại Hiệp, là vị bác sĩ tương lai đang thực tập ở Salisbury. Thì chúng tôi gặp nhau ở trong cái thư viện Salisbury. Và đúng có nào đúng là một cái cơ duyên. Và hôm nay đi xuống nhà của Hiệp, đi xuống nhà của anh Hiệp để mà đi chơi, tại vì sẵn cái cơ hội này để cho tôi biết được cái thành phố Atlanta. Vì cái thành phố Atlanta nó là một trong những cái thành phố lớn của nước Mỹ. Nhiều Việt Mỹ có những thành phố lớn thì Atlanta nó là một thành phố lớn, nơi đó đã từng tổ chức cái Olympic vào năm 1994, đại hội Olympic, thành phố lớn. Và đây cũng là cái cơ hội để đi cho biết được cái thành phố Atlanta. Trên đường giờ này, hôm nay là ngày weekend cuối tuần, ngày thứ bảy, Saturday, là xe cổ nó cũng không có nhiều như những cái ngày đầu tiên, đầu tuần người ta đi làm. Hôm nay bầu trời cũng trong xanh, không khí lại ấm mát mẻ. Đây ta sẽ nhìn thấy cái đường đi, đến đoạn đường của Highway 85. Đường sẽ nối dài từ Atinor về dưới South Carolina và đi xuyên qua thành phố Atlanta. Vị bác sĩ tương lai này đang thực tập tại bệnh viện của thành phố Salisbury.